죽으려고 그랬던 게 아니라 어떻게든 살아보려고 그랬다고. Bách Giang, lễ trao giải nghệ thuật danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Với thảm đỏ quy tụ những diễn viên hàng đầu, nơi các tác phẩm hay nhất năm qua tỏa sáng. Hàn Quốc, happy true. Giải thưởng nghệ thuật Bách Giang lần thứ 57, 22 giờ thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên K+1, duy nhất trên K+.